Thôi. Con tập tốt lắm, càng ngày tập càng hay. Dạ chào mọi người. Chào anh. Ê. Nhìn cái gì thằng nhóc, lo đi dọn dẹp đi. Dạ dạ. Phong, lên tập luôn con. Đánh mạnh lên, đánh mạnh lên nữa. Chân chủ cái xây. Dạ chú Khiêm ơi. Gì đó con. Khang, tiếp tục tập luyện nha con. Có chuyện gì? Dạ chú cho con xin ứng lương tháng này được không chú? Dạ tại mẹ con bệnh quá chú, con muốn có chút tiền để mua thuốc cho mẹ con. Ủa? Mẹ cậu làm gì bệnh hoài vậy? Tôi nhớ tháng rồi á, phải con bệnh rồi mà. Thì bệnh lúc nào cũng được chú. Tháng trước bệnh thì tháng này nó cũng có thể bệnh nữa chứ. Tại vì với lại mẹ con yếu nữa, nên không có tiền chữa dứt bệnh, bệnh cứ tái đi tái lại hoài vậy chú. Thôi được rồi, vài bề nữa tôi đưa cho. Dạ, dạ con cảm ơn chú. Dạ chú, sớm sớm giùm con nha chú. Ừ. Nè, mấy đứa kia, đứng về tập luyện hoài coi. Làm gì ngồi hoài vậy? Tập luyện kiểu đó làm sao đánh giải được. Nhìn thằng Khang kìa. Đánh mạnh lên con. Mẹ, trời ơi, mẹ ơi, vô đây, vô đây, vô đây. Ủa, vô con đây về rồi hả? Dạ, mẹ vô đây ngồi nghỉ đi mẹ. Vô ngồi nghỉ nè, trời ơi, sao mẹ cứ làm hoài vậy? Mẹ làm được mà con. Con đã nói mẹ rồi, mẹ cứ vậy hoài làm sao mà nó hết bệnh được. Mẹ làm, mẹ mới khỏe, chứ mày ngồi chỗ mày chịu đâu có nổi. Mà mẹ đã nấu cơm cho con với lại Hân rồi. Đi xuống tắm rửa đi rồi lên ăn cơm con. Nè con nói mẹ nghe nè, từ ngày mai nha, từ ngày mai là mẹ không làm gì hết, đừng làm gì hết. Mẹ cứ nghỉ ngơi cho con, để mọi chuyện để con với con Hân làm nha. Mẹ sợ phiền hai đứa. Trời ơi, sao mà mẹ cứ nói vậy hoài vậy? Con nói mẹ biết bao nhiêu lần rồi, hồi nhỏ đó là mẹ chăm sóc hai tụi con, mẹ có thấy phiền không? Không đúng không? Thì bây giờ tụi con lớn lên, đó là trách nhiệm và bổn phận của tụi con, thì tụi con làm thôi chứ có gì đâu mà phiền. Mẹ đừng có nói vậy nha. Nghe lời con nha, nha. Thôi mẹ, thôi anh hai con mới về. Đứng lại đó. Lê Biểu. Đi đâu giờ này mới về? Em đi học. Đi học gì giờ nữa mới về? Thì đi học xong có sinh nhật nhỏ bạn nên tụi em đi ăn tí xíu. Bây giờ đi ăn hay đi sinh nhật gì cũng phải biết tranh thủ về lo cho mẹ chứ. Lâu lâu em mới đi một lần thôi mà, bình thường ngày nào anh cũng về trễ sau em chứ bộ. Ê, mày nói vậy mà mày nghe được hả? Tao về trễ là tại vì tao đi làm. Con bổ phận của mày phải về lo cho mẹ biết mẹ đang bị bệnh không hả? Ai nói vậy anh, là em không lo. Anh nói vậy mà anh nghe được hả? Bình thường á, đồ anh mặc là ai giặt, cơm anh ăn ai nấu. Anh đừng có gì một bữa nay mà lên giọng với em nha. Nè, cái này không phải là lần đầu tao nói mày nghe chưa. Hôm thì mày đi chơi khuya, hôm thì không thấy mặt mày ở nhà đâu. Mà mỗi lần mày đi chơi khuya mẹ phải thức khuya đợi mày. Mày biết mẹ đang bị bệnh không? Nay là trách nhiệm và bổn phận của mày, mày phải chăm sóc cho mẹ, đó là những việc mày phải làm. Hiểu chưa? Mẹ nói hai đứa thôi đi.
mẹ coi kìa, anh không có biết gì hết mà lúc nào cũng la con hết trơn á. Nè, đừng có nói vậy nha. Tao còn chưa nói tới chuyện mày chân diện rồi đàn đứng bạn bè nữa. Hôm bữa nè, rõ ràng cái áo này là mày đưa hình cho tao coi là hai tay dài kín đáo vậy nè. Tự nhiên giờ cắt hai cái tay rồi lấy hai cái dây mùng gắn vô. Đó, cho nó hở đúng không? Mặc đồ hở hang, thích mặc đồ hở hang lắm mà. Cái gì? Cái đầm này hôm bữa em đưa cho anh hình coi sao mua y chang vậy mà có sửa cái gì đâu. Ủa vậy tại sao cái mùng của mẹ lủng hai lỗ? Mẹ cắt đó con, mẹ làm hai cái tay ren cho áo của mẹ. Trời. Nghe gì chưa? Thôi bỏ qua chuyện đó. Nè, ai cho mày đi xăm mình? Hả? Đi nói mày xăm. Cái này là bạn em mở tiệm xăm cho nên xăm miễn phí cho em chứ bộ. Mà còn để cái thằng xăm nó xăm lên cái chỗ đó nữa hả? Đó mẹ coi con gái của mẹ đó. Mẹ binh nó nữa đi. Ai nói với anh là cái thằng xăm? Em có nói với anh là bạn em con trai đâu. Thì tao quy định xăm mình là thằng xăm. Là con, nó là con gái, con Lex. Nhưng mà tao không chấp nhận cái chuyện xe xua ăn diện đua đòi của mày. Thôi, hiểu chưa? Thôi, mẹ kêu hai đứa thôi đi mà. Thường thường á, con Hân nó cũng phụ mẹ việc nhà. Hôm nay á, em nó đi sinh nhật, nó đã sinh mẹ rồi. Nghe gì chưa? Trời chứ. Hôm nay con mới thấy được cái hình xăm tinh cái beo sau lưng của nó nữa đó. Cái con này thiệt. Hết nói à. Thôi đi con. Con lo đi tắm rửa đi rồi ăn cơm. Dạ. Thôi mày đừng có buồn nha. Cũng nóng thì cũng la nó vậy thôi chứ. Mày đừng có suy nghĩ nhiều nha. Nghỉ ngơi nha mẹ. Mày á, ăn cơm xong rồi ở nhà chăm sóc cho mẹ tao một cái. Lát nữa tao không đi làm nữa. Biết rồi, bớt mặt nội người khác đi. Một, hai, ba, hộp. Hai chỗ. Tốt lắm. Sắp tới á có giải đấu cấp thành phố, cô phải cố gắng nghe chưa? Mấy cái giải cấp thành phố đó con lấy về cho thầy. Giỏi. Con phải lấy huy chương vàng về cho câu bộ mình có chút tiếng tâm. Lúc đó con cùng nổi tiếng luôn. Thầy cứ nói là con khoái. Hai gói. Em chào mọi người. Đi đâu đây? Đi tập chứ đi đâu? Ủa anh tưởng em nghỉ luôn rồi chứ? Thì hồi trước chân em bị trật thì phải nghỉ. Bây giờ chân em lành lại rồi thì phải đi tập lại chứ. Anh á, chưa chắc đánh thắng lại em đâu nha. Đoán xem. Ồ, hai đứa tiếp tục tập luyện đi. Ba có cách tiết. Dạ. Dạ. Tối nay em có rảnh không? Tối nay em rảnh. Đi uống nước với anh nha. Lý do là cái gì? Đúng rồi. Mừng em trở lại phòng tập. Lý do hợp lý. Chịu. Anh Thuận. Hả? Tối rảnh không? Rảnh. Đi uống nước với em nha. Hả? Không. Thôi, ghê quá.
Ủa anh Hùng. Ê anh Kim, lâu quá mới gặp. Anh đâu đây? Tôi nghe mấy đứa bạn nói anh mở câu lạc bộ MMA đây nè, cho nên là mới ghé đây để xin anh việc làm. Việc làm? Ở đây tôi chỉ có một lao công. Tôi đâu có vô đây xin làm lao công. Tôi vô đây xin làm huấn luyện viên. Cái gì? Huấn luyện viên? Ủa chứ anh không nhớ tôi hồi đó là võ sĩ số 1 của câu lạc bộ Bạch Hổ hả? Tôi nhớ chứ. Lúc đó anh đánh đầu thắng đó, ngay cả tôi cũng phải đối thủ của anh mà. Đúng rồi, anh làm gì có cửu quýnh với tôi. Không, ý tôi muốn nói là tôi có đủ khả năng để huấn luyện cho mấy đứa võ sinh ở đây đi thi đấu, đem lại chiến thắng vinh quang cho phòng tập mình. Tôi nghĩ ở đây mình tôi đã đủ rồi. Sao mà đủ được chứ? Trời ơi, con mình anh còn lo công chuyện kinh doanh rồi. Cùng lắm mà anh huấn luyện đứa giỏi nhất thôi chứ còn mấy đứa khác nữa, để tôi phụ anh, mình chia nhau ra luyện tập ha. Anh Hùng à, anh còn nghĩ anh là võ sĩ số 1 nữa sao? Cái chân anh bị què, đi còn khó, mà huống hồ gì mà huấn luyện mấy đứa nhỏ của tôi. Nhưng mà Thôi, anh về đi, ở đây không thích hợp anh đâu. Ok, thì tôi về. Tính. Dạ. Dạ chú kêu con. Đây tiền của cậu đây. Dạ con cảm ơn chú. Con cảm ơn chú nhiều lắm nha chú. Con ráng về lo cho mẹ con. Dạ. Con cảm ơn chú. Anh Tính. Em ăn trái cây đi. Phương. Anh cảm ơn. Không có gì. Mà sao anh to con vạm vỡ vậy, không xin ban cho câu lạc bộ làm đi. Tự nhiên anh làm lao công chi vậy? Thì anh đứng đây anh nhìn anh em tập cũng vui rồi. Thấy thằng Khang đánh hay quá trời luôn. Trận nào nó cũng thắng hết, đã thiệt. Nhưng mà nhìn sao còn vui bằng anh lên trên đó đánh được. Anh có một trận đánh thắng của riêng mình chứ. Bộ, ông thích cái bộ môn này hả? Anh cũng có nghĩ tới nhưng mà cũng thích. Nhưng mà anh nghĩ là chắc chú Khiêm không cho anh vô câu lạc bộ đâu ha. Thì em cũng hỏi vậy thôi. Phương nè. Dạ. Dạ. Anh có gì muốn nói với em hả? Không có gì. Vậy thôi em vô trước nha. Em tập vui vẻ nha. Em ơi, dạ anh chị dùng gì ạ? Chỗ anh em mình ly cà phê. Dạ cho em ly cầm dắt nha anh. Dạ rồi anh chị đợi em xíu nha. Dạ. Thì tại anh ngại. Làm gì đâu ngại. Tại có. Bên đây chơi vui, bên đây chơi vui. Em ơi. Anh Tính. Phương. Khang. Anh làm ở đây hả? Anh làm ở đây. Sáng thì quét phòng tập, tối thì làm phục vụ,
nhiều nghề dữ. Em thấy cũng bình thường mà, sao lại nói như vậy? À, thì anh là nó làm nhiều vậy thì nhiều tiền, mà tiền nhiều vậy để đâu hết. À, cho hỏi mọi người uống gì ạ? Em ly cam đá. Đen đá. Đỏ đá. Anh Khang. Hả? Em nghĩ anh không nên có thái độ đó với anh Tính. Thái độ gì? Địa vị anh cao hơn thì anh có quyền. Dựa vào đâu mà nói địa vị của anh cao hơn Tính? Còn dựa vào đâu nữa? Anh Khang lúc nào cũng được người ta kính trọng, đúng không? Còn thằng Tính lúc nào nó cũng cúi trước mặt mọi người. Đương nhiên nhìn thấy rõ ràng. Cái nghề nào nó cũng có giá trị riêng của nó. Hai anh đừng đánh giá người khác qua cái nhìn chủ quan của mình như vậy. Anh giỡn xíu mà. Mà sao em binh nó dữ vậy? Em không binh ai hết á. Em mới nói cho hai người biết là thái độ của hai người kỳ cục lắm. Cảm ơn. Mọi người uống vui vẻ nha. Dạ. Anh ơi, tính tiền anh. Dạ. Ôi. Ướt hết người tôi nè. Em xin lỗi chị có sao không chị? Làm gì vậy? Bỏ ra coi. Chị em xin lỗi chị. Thiệt tình à chị. Có chuyện gì vậy? Anh này á bất cẩn làm đổ nước hết người tôi nè. Dạ, cho tôi xin lỗi, mong hai cô bỏ qua cho. Bực bội hết sức. Tính. Dạ. Đây là tiền lương tháng này của em, trừ tiền em làm bể ly của quán lúc tối, cộng với tiền nước của hai vị khách bị em làm phiền, em còn lại 1.500.000. Dạ. Cho em xin lỗi chuyện hôm nay nha anh. Không sao, mọi chuyện đều có giá của nó hết. Anh cũng đã trừ lương của em rồi. Em cảm ơn anh. Nhưng mà kể từ mai em không cần đến quán để làm nữa. Sao vậy anh? Sắp tới quán sang lại nên cắt giảm nhân viên từ từ. Chuyện này không liên quan đến lỗi của em đâu, anh mong em thông cảm. Cổ trước sương sao thêm mới giàu, tình nghĩa anh em có chắc bền lâu. Giờ chưa khổ sao hà khổ đau, khi xa cơ chẳng còn ai, không còn ai, tôi đi một mình. Cùng quá. Mày lên đi mày. Tin tao giọng mày không? Hả mày? Mày khờ không? Mày khờ không vậy? Chú có sao không chú? Buông ra mày, tao tự đứng được mày. Hên cho mày, mày hôm nay tao hơi mệt cái hông à, cỡ mày á tao đóng tao chích cha mày luôn. Mày 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 hư không? Mày hư không?
Tôi vô đây xin làm huấn luyện viên. Cái gì? Huấn luyện viên? Ủa, chứ anh không nhớ tôi ở đó là võ sĩ số 1 của câu lạc bộ Bạch Hổ hả? Tôi nhớ chứ. Lúc đó anh đánh đồng anh đó, ngay cả tôi cũng phải đối thủ của anh mà. Đúng rồi, anh làm gì có đủ quýnh với tôi. Sơn, thích Phương hả? Không thích lắm đâu. Mà sao giờ nãy nhìn mặt căng vậy? Thuốc ngủ. Hả? Buồn ngủ. Tác dụng phụ của thuốc ngủ là làm cho mình buồn ngủ nhiều hơn. Ý mà sao là mặt căng thẳng tưởng chuyện gì? Buồn ngủ lắm. Mở mắt ra, mở mắt ra. Bây giờ hai đứa quýnh ha. Quýnh 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 xong cái bắt đầu là nó sẽ nhường em nhẹ cái thì em suýt đấm cái mặt nó. Rồi xong cái ngừng. Rồi. Ngừng. Ê. Rồi. Đạo đến cho người càng giỏi nha. Chứ sao? Em có thể làm ba anh thất vọng được. Bộ tính lên. Ờ, hay lắm. Mấy chị em cứ việc make up đi để tôi hát cho mấy chị em nghe. Hát tiền lẻ rồi. Hát dở rồi tôi tát vô mặt. Khi đôi môi em còn đó mà. Hát nghèn lẻ. Đỏ như chị vậy. Em muốn nói em yêu anh. Yêu ai? Yêu anh. Khi men còn trong hơi thở. Lại gần hôn anh đi. Hôn đi. Thôi. Chồng chỉ đánh em chết. Chồng chỉ là đi mô tô á. Rồi em. Khi con tim không còn trên đâu. Bên đây cũng không bị giặt luôn nè. Bên đây có bộ rồi luôn. Bên đây bị giặt mạnh hơn. Bên đây có bộ xăm mình. Bộ xăm mình. Ừ, xăm mình. Đó, đây là xăm mặt nè. Bộ Hải Phòng. Ủa, vậy thôi hả? Bố mà của mẹ phải về lo cho mẹ biết mẹ đang bị bệnh không hả?